có lửa thấp tăng kìa. Em biết chốc rồi sao nữa nè. Mình đang chơi trò chơi là ăn Tết xong rồi đi chơi Tết nên kiểu vậy. Tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thử thách cám dỗ. Ăn Tết thì người mông nó kéo vợ nhiều quá đấy. Nó thích thằng nào nó kéo thằng nào đấy thôi. Ý mẹ gì bảo là đi chơi Tết ấy, bị ai kéo thì cưới luôn không cần nói nhiều. Gì có lấy không? Khả. Chị muốn làm mấy khổ đó hả? Mua chẳng dễ là hỏi cháu luôn làm mấy khổ đó là phù hồi à? Còn cháu là không kìa, người ta thang gà gì? Người ta thang à? Chị thì hãy cơ con thang à? Chị có chân nào có con chị tỏi nãy đến thấy cái có chi lời mà nó lại chi chặt tôi nó mua là giấy sang chết sang cái ý tôi hỏi nó mới ra sẻ nó chỉ lấy cho nó nên nó cho vừa mò